Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. 1. Nhiều mẫu xe đô thị ngừng bán tại Việt Nam, hatchback hạng B chỉ còn 3 mẫu. 2. Những mẫu xe Toyota có thể ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn! 1. Nhiều mẫu xe đô thị ngừng bán tại Việt Nam, hatchback hạng B chỉ còn 3 mẫu. Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, Suzuki vừa chính thức thông báo ngừng kinh doanh mẫu ô tô đô thị Suzuki Celerio tại Việt Nam. Như vậy, danh mục sản phẩm của hãng hiện chỉ còn lại các dòng xe Swift, Ertiga và mẫu SUV 7 chỗ cỡ nhỏ XL7 vừa ra mắt. Suzuki Celerio lần đầu ra mắt tại Việt Nam Motor Show năm 2017. Trải qua gần 3 năm, mẫu xe đô thị cỡ nhỏ của Suzuki vẫn không tìm được chỗ đứng trên thị trường xe. Xe thường bị các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning bỏ xa về doanh số. Cả năm 2019, Suzuki Celerio chỉ bán được 1.756 chiếc, chiếm chưa đến 5% thị phần phân khúc. Trong quý 1 năm 2020, doanh số của xe cũng chỉ đạt vỏn vẹn 168 chiếc. Trước khi dừng bán tại Việt Nam, Suzuki Celerio được phân phối với hai phiên bản 1.0 MT giá 329 triệu đồng và 1.0 CVT giá 359 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1 lít 3 xi lanh, công suất 69 mã lực và mô men xoắn 89 nanomet. Năm 2019, xe đạt doanh số gần 71.000 tại thị trường chủ lực Ấn Độ, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2018. Đồng cảnh ngộ với Suzuki Celerio, mẫu hatchback hạng B Mitsubishi Mirage cũng không còn nằm trong kế hoạch của hãng tại Việt Nam. Thế hệ hiện tại của mẫu xe này có thiết kế dần lỗi thời so với các đối thủ khác. Đại diện của một đại lý Mitsubishi tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thế hệ nâng cấp của Mitsubishi Mirage đã ra mắt thế giới cùng với Outrange thế hệ mới. Tuy nhiên, Mitsubishi vẫn đang bán thế hệ cũ của mẫu xe này tại Việt Nam cho đến khi quá trình dọn kho hoàn tất. Ra mắt từ cuối năm 2013, Mitsubishi Mirage đã trải qua một lần nâng cấp nhẹ. Đây là mẫu hatchback hạng B duy nhất có tùy chọn số sàn với mức giá chỉ ngang xe hạng A. Mitsubishi Mirage có giá từ 350 đến 450 triệu đồng. Mitsubishi Mirage trang bị động cơ 1,2 lít, công suất 78 mã lực và mô men xoắn 100 nanomet, đi cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT, không có cân bằng điện tử. Doanh số của mẫu xe này trong tháng 4 đạt 13 chiếc. Tính trong 4 tháng đầu năm nay, chỉ có tổng cộng 113 chiếc Mirage được bán ra thị trường. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng Honda Jazz hay Toyota Yaris. Không chỉ riêng Mitsubishi Mirage, phân khúc hatchback hạng B tại Việt Nam sẽ không còn tên Honda Jazz. Trên trang chủ của Honda Việt Nam, mẫu xe này đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm. Theo thông tin từ các đại lý Honda, mẫu xe này tạm thời không nhập mới. Các đại lý vẫn sẽ bán các mẫu Honda Jazz còn lại trong kho. Honda Việt Nam cho biết mẫu hatchback hạng B vẫn còn được tiếp tục bán, nhưng với việc không còn nằm trong danh mục sản phẩm của hãng, khả năng cao mẫu xe này sẽ bị khai tử tại thị trường Việt Nam. Honda Jazz ra mắt tại Triển lãm ô tô Việt Nam năm 2017 và chính thức bán ra vào đầu năm 2018. Xe được phân khối với 3 phiên bản gồm VX, RX và RS, giá bán từ 544 đến 624 triệu đồng. Xe trang bị động cơ EVTEC, 4 xi lanh dung tích 1.5 lít và có công suất tối đa 118 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 145 nanomet tại 4.600 vòng trên phút, hộp số CVT. Trang bị an toàn trên Honda Jazz đáng chú ý với hệ thống 6 túi khí, camera 3 góc quay ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSA, khởi hành ngang dốc. Xe cũng hỗ trợ tính năng ga tự động và lẫy chuyển số trên vô lăng. Trong tháng 4 năm 2020, doanh số của mẫu xe này chỉ đạt 3 chiếc bởi tình trạng khan hàng. Tính từ đầu năm chỉ có tổng cộng 73 chiếc được bán ra, trong khi đó đối thủ Toyota Yaris có doanh số 100 xe trong tháng 4. Tính từ đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 399 xe. Với cả việc Mitsubishi Mirage và Honda Jazz ngừng bán tại Việt Nam,
Toyota Yaris chỉ còn cạnh tranh với hai mẫu xe khác là Suzuki Swift và Mazda 2 Hatchback. Đây được xem là phân khúc kén khách, tính cả Ford Fiesta đã có đến 3 trong số 6 mẫu xe biến mất khỏi thị trường. 2. Những mẫu xe Toyota có thể ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới. Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, Corolla Altis 2020 là mẫu xe được khách hàng Việt trông chờ nhiều nhất. Bên cạnh đó có thể kể đến hai mẫu SUV thế hệ mới là RAV4 và Venza, hay dòng MPV cỡ lớn Gran Via. Phiên bản 2020 của Toyota Corolla Altis đã được ra mắt tại các thị trường lớn ở Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines. Do đó không loại trừ khả năng Việt Nam là thị trường tiếp theo của Corolla Altis 2020. Trong bối cảnh phiên bản hiện hành đang đối sức trước các đối thủ, Altis 2020 sẽ là giải pháp cứu nguy cho doanh số của dòng sedan hạng C tại thị trường Việt. So với thế hệ hiện hành đang bán ở Việt Nam, Toyota Corolla Altis 2020 sở hữu thiết kế góc cạnh cứng cáp hơn. Ở bên trong, Corolla Altis mới được bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, cửa hàng gió ghế sau và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, thiết kế nối có khả năng tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Tại Singapore, Toyota Corolla Altis 2020 được trang bị động cơ 1,6 lít cho công suất 129 mã lực và mô men xoắn 159 nm, đi kèm hộp số CVT. Tại Malaysia, mẫu xe này sử dụng động cơ 1,8 lít, sản sinh công suất 137 mã lực và mô men xoắn 174 nm. Trong khi đó ở Thái Lan có thêm tùy chọn động cơ hybrid. Sau khi về Việt Nam, Corolla Altis 2020 sẽ cạnh tranh với Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda 3 và Kia Cerato. Toyota RAV4 thế hệ mới được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á từ đầu năm 2019 ở triển lãm Singapore Motor Show. Một năm sau đó, mẫu SUV này được đưa về Việt Nam nhưng theo diện nhập khẩu tư nhân với mức giá gần 2 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Do đó, người tiêu dùng Việt mong muốn RAV4 thế hệ thứ 5 được phân phối chính hãng để có mức giá tốt hơn. Toyota RAV4 được lột xác gần như hoàn toàn ở thế hệ thứ 5. Với nền tảng khung gầm TNGA, RAV4 2020 vững chắc hơn 57% so với phiên bản tiền nhiệm. Tổng thể của RAV4 cơ bắp và thể thao hơn thế hệ trước do được phát triển từ mẫu concept FT-AC. Ở bên trong, RAV4 thế hệ mới có khoang lái được thiết kế kiểu tối giản, được tạo điểm nhấn với màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7 inch, tích hợp Apple CarPlay. Gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense là trang bị tiêu chuẩn trên RAV4. Toyota RAV4 2020 đã xuất hiện tại Việt Nam, sử dụng động cơ 4 xi lanh 2.0 cho công suất 170 mã lực và mô men xoắn 203 nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Nếu được phân phối chính hãng tại RAV4 sẽ đối đầu với Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Bên cạnh RAV4, Venza cũng là mẫu xe nhận được nhiều phản hồi tích cực của người tiêu dùng Việt. Toyota vừa vén màn Venza thế hệ thứ 2 cách đây không lâu tại thị trường Mỹ và sẽ được bán ra từ giữa năm nay. Theo thông lệ, Toyota hiếm khi mang những mẫu xe mới ra mắt trên thế giới về Việt Nam. Trước đây, Venza từng là mẫu xe nhập khẩu làm mưa làm gió tại Việt Nam giai đoạn năm 2009 đến năm 2014. Ở thế hệ mới, Toyota Venza được định vị là dòng sản phẩm cao cấp trong nhóm SUV của hãng xe Nhật Bản. Venza 2021 được xây dựng trên nền tảng TNGA, tương tự như RAV4 nhưng có kích thước to hơn. Venza đời mới có diện mạo trẻ trung và mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt hình thang ngược cùng hệ thống đèn chiếu sáng mới có tạo hình sắc sảo. Ở bên trong, nội thất của Venza được bọc da tổng hợp, hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 12,3 inch tương thích Apple CarPlay, Android Auto, bản đồ định vị và dàn âm thanh cao cấp 9 loa của JBL. Tại Mỹ, Venza 2021 có hai phiên bản động cơ. Động cơ xăng 2 lít, công suất 169 mã lực và động cơ hybrid công suất 215 mã lực. Nếu có mặt tại Việt Nam, Venza cũng cạnh tranh với Honda CR-V hay Mazda CX-5. Ra mắt tại thị trường Thái Lan hồi tháng 8 năm 2019 với tên gọi Majesty, Toyota Gran Via là mẫu MPV cao cấp hơn Toyota Hiace và nằm dưới Toyota Alphard. Tháng trước,
Hình ảnh Grand Via 2020 được bắt gặp tại Việt Nam làm dấy lên thông tin mẫu xe này sắp được phân phối chính hãng. Tổng thể Grand Via có thiết kế vuông vức đặc trưng của các dòng MPV nhưng có phần đầu xe hiện đại với hệ thống đèn LED. Grand Via được trang bị cửa kéo cho cả hai bên khoang hành khách phía sau, có 4 ghế tách biệt hoặc có thêm một băng ghế 2 chỗ ngồi được bổ sung ở phía sau cho tùy chọn 8 chỗ. Tại Thái Lan, mẫu MPV này chỉ có duy nhất phiên bản động cơ diesel tăng áp 2,8 lít cho công suất 163 mã lực, mô men xoắn 420 nm. Tại Australia, Grand Via có thêm động cơ xăng 3,5 lít, công suất 277 mã lực. Nếu được phân phối tại Việt Nam, Toyota Grand Via sẽ cạnh tranh với Ford Tourneo và Kia Sedona. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của WeGo vừa được vén màn tại Indonesia hồi tháng 3. Theo một nhân viên tư vấn bán hàng của Toyota, WeGo 2020 sẽ được đưa về Việt Nam ngay trong năm nay. Những nâng cấp của WeGo 2020 chủ yếu tập trung ở ngoại thất, phần cản trước và lưới tản nhiệt được làm lại, bộ mâm có thiết kế mới. Ở nội thất, bố cục không thay đổi nhưng được bổ sung màn hình giải trí và nút đề nổ. Tại Indonesia, Toyota WeGo 2020 có hai phiên bản động cơ 1L và 1,2 lít. Tại thị trường Việt Nam, Toyota WeGo hiện chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ 1,2 lít cho công suất 86 mã lực và mô men xoắn 107 nm. Nhiều khả năng WeGo 2020 vẫn chỉ về Việt Nam với duy nhất động cơ 1,2 lít. Toyota WeGo tham gia phân khúc có sự xuất hiện của các đối thủ như Hyundai Grand i10, Kia Morning hay VinFast Fadin. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng comment bình luận ở phía bên dưới để chúng tôi được biết. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa và bổ ích, thì đừng quên nhấn like, share video clip. Nếu chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn ngay nút đăng ký theo dõi ở góc bên phải màn hình của mình để nhận được những video clip mới nhất về các thông tin tin tức, đánh giá xe mới, xe đã qua sử dụng của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.